ิbắt cả ốc luôn nha. Ấy thùng ốc đấy. Kìa ốc kìa. Ấy thùng mà. Một con cua nha các bạn nha. Cái gì mà nhỏ tôm tột đấy. Đấy, đấy, cá lạch cua cho dù này. Sao? Thôi thì tí đằng nào mà. Ừ. Lâu lắm làm gì con mại cờ cờ ấy này, cờ mình này nhỉ. Ừ. Cờ cánh kìa. Mang về cho con nuôi. Giờ nó hết cái mại cờ ấy. Ô ốc, từ từ, ốc đó. Ốc đây. Cua nữa này, cua nữa này. Đâu, đây đây. Ờ nhỉ. Này, cua to không? Ơ ờ, anh, kia con ốc. À! Ốc bé này bắt nhé. Bé quá. Đưa này. Ngon chứ. Một đống toàn lươn ốc. Ui ôi. Cái gì? Không biết. Rắn. Trơn trơn. Rắn sao ấy. Kinh nhá. Thôi. Ui đá dọc. Ui lươn này. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Ui lươn. Nãy giờ mình giờ con lươn đây ra. Ô cá mà cá ấy kìa. Cá tình cờ kìa. Ôi. Cá không gì. Thanh quả, thanh quả. Bốc nhiều đấy. Ôi, cua, cua. Ô, cua này anh này, nắm cua đi. Ui. Đây, đây, cua đấy. Cháu nhảy ra. Ô, cua, cua. Ô, ngon. Ui, cua này. Ôi, nắm đấy. Cua này. Chê. Chê có không? À. Ôi, ốc này ngon không? Mình rất thích món ốc nên là mình phải nhặt ốc trước. Ốc tí nữa đi. Rồi. Ui, ốc nhiều thế. Ngon không? Ngon không? Có sao lắm lươn nhỉ? Ui, sợi lươn. À, thế nhỉ? Đấy, ông thấy hay không? Lươn lươn rõ đấy. Chúng mình phải lúc đấy. Ui, rồi. Cái này chủ yếu là mồi nó vào. Hôm qua anh thả cái gì mà trông như cắm cò ấy. Tôi thả từ 4 lúc này. À thế là thả trước à? Vâng, phải cho ấy vào đây. À đây à? Cho mồi. Mồi ra nhất. Vâng. Cua này. Con này. Ăn nhỉ. Được bữa canh nữa. Em đổ ốc kia tí nha mấy. Nó chín nhỉ. Đây, lươn đây. Nó vào đây nó cứ nằm đây thế à? Vâng, cháu ấy bèo dí, cháu ấy thành đống bèo mà. À, thành đống bèo. Tụ thành đống bèo. Thành bèo để bên dưới này, mình dìm xuống để nổi. Bèo nó nổi mà. À, cứ để bèo nổi thôi vậy. Bèo nổi không rắc môi lên trên. À, đây. À. Ừ, nó cua con không như này là. Đâu? Đấy, nó qua ưu nhỉ? À, đưa gió, đưa giá. Đưa giá đổ cái ốc ra ngoài. À, ổ này. À, đưa thúng này. Dã man. Đây nha các bạn nha. Thanh quả, thanh quả đây. Đây là con giấm mấy á, giấm mấy á. Chờ tí. Cái này chỉ giấm mấy, cái này chỉ làm mấy cái. Đây, đây nhà cháu ấy mồi ấy còn đâu là.
Toàn bún này vô vào từng nhiều cá. Tụ đi. À, ngon đấy. Nhiều thật. Ngon không? Cứ thế. Cua mấy cua đi. Đâu? Ở nhỉ. Cua. Nướn này. Ở đâu con nữa? Con cua nữa. Kia cua. À kia nướn nha. Ô. Có ấy là cả cá rồi. Đâu? Này, hai cua. Hai cua, hai cu. Rô này. Rô tăng này. Ô, cua gắp nền này. Cua gắp nền. Ấy đây, chê này. Hai nhỉ, hai chê. Đây các bạn nhìn thành quả này. Ơi giờ nhìn cua ngon không này. Toàn bộ này là nó cá nó cũng vào đấy. Không phải nắm nước. Chứ không phải nên không. Ừ. Ốc được không? Các bạn đây rồi đấy. Còn hai cái nữa. Hai cái nữa. Bấy mấy mồi cơ, bốn mồi cơ. Ừ, bốn mồi. Ở đâu? Kia. Đằng kia. Ở đây. Còn nhé. Em tiêu rồi. Vớ bả đó. Ô, đây con cá rô to không này anh này. Đó. Đây. Vớ nhỉ. Chưa to cùng rô. Ô, đây cho em đổ ốc bươu vàng ấy. Đây, đổ luôn rồi đó. Nhiều đi. Nhiều dã man các bạn ạ. Thế này là trúng quả rồi. Nó thường to lắm. Kia con lươn to đùng ở trong nào anh nhỉ? Ừ. Ok luôn. Tự nhiên này còn đi. Tự nhiên còn đi đổ ốc. Máy mà chồng mình không chửi các bạn ạ. Đấy, ốc còn bé rồi nhỉ. Đứng. Để ốc cho em. Cái làm ốc xào. Ốc xào xả ớt. Đấy. Hai phát thôi mà đã được như này rồi các bạn nhá. Phát kia chắc người ta có gì. Mồi gì ăn gì. Xin chào tất cả các chim ơi. Cảm ơn không ạ, nào có hoa này chứ. Không thật đấy. Chưa tí nữa. Khoai ốc này.
quay. Lúc này làm anh cộn béo lên, nó nằm ở trên béo thôi mà. Nó ăn mồi. Lại xuống. À, anh rắc mồi lên trên. Rắc mấy lớp. Rắc mồi lên à, mấy nó béo. Ừ. Mình cho béo lên như này cho mình rắc lên đi cho này lại cho béo tiếp đi. À, chứ không sợ nó tan. Con này sợ mồi nó tụt hết. Cái này nó vào nó ăn là nó cứ ướt gì mà lại được 10 con cua tốt vừa bữa canh. Anh nhổ mã. Lươn cá. Ủa, nhiều lắm chứ. Đặt bẫy rồi. Bẫy mồi. Con ốc à? Con lại còn cái gì kia? Chẳng ai đánh rơi cái vùng lồng. Bà ba kia. Đúng cái gì à? Chẳng đâu có mẹ này chẳng có cua gì cả. À đâu có một con. Cua đây chắc tí chắc tí. Hôm nay thì ước 10 này. Mình ước 10 con, tại sao có 1? Ở đây 2 con đấy. Vâng. Cho cua kia. Quên. Quên. Bắt được gần chục con lươn kia kìa. Chục con ra hết. Được đôi cân rồi. Ôi nhảy nó lươn đấy. À ôi nhảy ua, nhiều kia mà. Nó phải có ngang. Cái này phải mấy lạng mình nhảy, nửa cân. Sao vứt ốc đi? Quên. Vô duyên nhỉ? Đây, của mẹ hết. Bố mày vô duyên thật, mẹ phải đi nhặt từng con một rồi đi vứt cái tốp cái đi. Tiếc không à? Cực mình đã thấy nhặt lại. Ê, bằng con ốc bé mầm này đi vứt của người ta đi vô duyên. Ê, dưới đây còn ngươn nữa này. Ừ. Một con sắp bò đi rồi này. Đâu cua à? Cua đâu? Lươn. Hay không anh? Phải biết mẹo hơn nó chứ. Cái hai nó phải đúng mồi. Cao thủ rồi. Cao thủ con đó. Xóm xóm đồng xa nó biệt danh như chồng em là ma cá. Cua kìa, cua con kìa. Ui, đây. Cua con lắm thế. Kia trong kia đây. Để bắt. Vâng, thả thôi. Kia ốc trong lòng anh đầy à. Đó cái nước rồi. Đó đựng cá. Được con cá nào to phải để đấy. Nhảy nha. Cái này là quét mồi. Đấy mồi. Dưng mà được không hả? Bao nhiêu tiền mồi? Đấy, chồng em phải tụ điểm trước rồi. Ôi. Tôi cho tính rồi. Trần. Trông như con bỉ áo kia nè. Dạ dưới chân mẹ kìa. Con đập chết đấy, đừng có dọa ra. Rắn là không sợ nhưng mà nó không sợ nhất gì. Không phải rắn là tay mẹ nhỉ. Nó lươn này, lươn này. Lươn à? Đây, nó đã nằm trên này. Đây. Đấy. Ừ nhỉ. Đấy. Lươn. Đấy. Nó rắc mồi xong rồi. Mình lấy lên là nó bối. Đây là dặn giữ hết lươn đi ấy. Thế anh bỏ lươn giữ sạch rồi. Lấy con kéo xối thì nó vào rồi.
Cua ơi ra đi, cua ơi ra đi. Đấy các bạn thấy mình xúc bèo như là thời xưa vẫn có mấy đấy. Ối quá. Mình cho mồi xong này bẫy luôn. Rất là hiệu quả luôn. Các bạn. Ui ơi, giật cả mình. Xem video. Đấy dán đi mẹ ơi. Thấy hay nhé các bạn hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo mình sẽ ra. Ôi chẳng có gì cả. Ôi con trạch to này. Con trạch to đấy. Đồ. Chẳng lớn cua nào cả, chán đấy. Kia đấy không có con cua bạn. Đâu? Đây nhỉ? Đây. Ừ. Đây. Con cua hay là con trâu? Ôi con trạch to thế. Đây con cua hoàng đế rồi. Mấy con trạch nhỉ? Dù. Ôi này con bắt cả cá cờ đây mới ác. Ý cá cờ chiên. Cá cờ này mà cho về là Dũng bắt để nuôi nha. Đấy, ngon không này? Ừ. Nhà này có vẻ ít rồi. Ôi. Để yên để mẹ cho các bạn xem con trạch. Uầy. Đâu rồi ta? Đây các bạn này. Wow. Chiếc trạch trấu. Trạch này. Đấy, ui ngon dã man. Ui con lắm không? Ừ. Hôm nào làm video xúc cua anh ơi. Đang làm một... Đây các bạn nhá, đây là thành quả này. Khối cua này nhỉ. Các bạn có nhìn thấy không ạ? À, thôi lặng lắm rồi đấy. Lươn này các bạn này. À lươn này. Thấy chưa? Dã man luôn. Đứng một thùng này. Sợ. Ui. Ôi về. Tôi về đi. Về đi nắng. Ôi, nắng quá là mình xin dừng video đây nhá. Con nọ làm có 4 cái bẫy gì. Đấy, được bao nhiêu là lươn các bạn. Đấy, các bạn xem video về nếu hay thì các bạn hãy đăng ký kênh cho mình nhé để theo dõi nhiều video tiếp theo. Chào các bạn nhé.